hả? Em nhờ anh gỡ cái clip đó xuống giùm em đi. Ủa sao gỡ? Thì bây giờ em nhờ anh gỡ xuống, còn nếu mà anh không gỡ là em trình với công an đó. Tại vì em trình Ủa là nhà cửa ở đây là em không có đuổi ổng đồ này kia, mà lên mạng là người này người kia nói này nói kia em, rồi con em mà ăn không được đó. Giờ anh gỡ xuống giùm em, anh chị em chỉ yêu cầu anh gỡ cái clip đó xuống giùm em thôi. clip nào? Cái clip mà vợ chồng em nói chuyện đó là tụi em không có Ủa đuổi xô gì ổng hết á. Ủa vợ chồng mình mời anh lại đó để quay lên nói cho mọi người biết Không, tôi chỉ mời anh lại là tôi trình anh là chỉ có cái nhà thôi, tôi không có đuổi xô ổng thôi, chứ tôi không có kêu anh lại quay phim chụp hình gì hết. ơi, mình mời lại rõ ràng đó. Tôi mời anh là tôi trình bày là ý như là trong nhà tôi là không có đuổi xô ổng thôi, có nhà có cửa đàng hoàng thôi. Bây giờ tôi chỉ nhờ anh gỡ cái clip đó xuống cho tôi không có ngờ Trời là ơi. anh đăng cái clip đó lên. Rồi xong rồi vợ chồng mình chia sẻ lên, xong rồi em còn hỏi là vợ chồng mình chia sẻ lên Thì cộng tôi nói, đồng. nhưng mà tôi nói với anh bây giờ là tôi nhờ anh gỡ cái clip đó xuống, còn nếu không là ngày mai tôi trình với công an, tôi nhờ công an vô đây để xác minh. Vợ chồng tôi không có đuổi xô ổng, nhà cửa ổng đàng hoàng, bây giờ đó là con tôi làm việc làm ăn không có được, bây giờ tôi nhờ anh gỡ cái clip xuống giùm tôi thôi, tôi không có nói gì anh hết á, tôi chỉ nhờ anh gỡ cái clip đó xuống giùm tôi, còn nếu không là tôi mời tôi chờ nhờ công an tôi xuống tỉnh trình với công an đó luôn. Vậy là chị đâu có thỏa thuận đâu, chị ép bọn này là phải làm theo chị vậy. Không, cái đó là tôi nói cho anh nghe là tôi á là không có đuổi xô ổng, nhà cửa ổng vẫn còn y nguyên, chứ mà đâu mà lên rồi nói vợ chồng tôi hung dữ đồ này kia kia nọ, tôi đâu có ngờ là anh vậy. Tôi tại như vợ chồng tôi đâu có đuổi xô ai đâu, nhà cửa cũng còn y nguyên mà, giường tược cũng cho ổng mà, tôi không có ép anh gì hết trơn. Bây giờ tôi chỉ nhờ anh, tôi chỉ nói rõ ràng là tôi nhờ anh gỡ cái clip đó xuống giùm tôi. Bây giờ vậy này, em có làm gì bên bên YouTube, có làm gì sai tới gia đình của anh chị không? Đồng ý là không có gì sai, nhưng mà bây giờ cộng đồng mạng lên chửi vợ chồng tôi này kia, giờ con tôi nó khóc cái lóc ở trên này, nó nói nhờ cái anh YouTube đó đó gỡ cái clip đó xuống rồi kia, là chỉ vậy thôi, còn nếu anh không gỡ thì giờ vợ cho chồng tôi xuống tỉnh công an trình với công an rõ ràng đàng hoàng. Chị trình chứ bây giờ là clip không phải dễ gỡ đâu chị, tại có công ty hết trơn rồi, tụi em gửi qua công ty mà. Tôi nói với anh một điều, công ty là công ty, nhưng mà tôi nói với anh bữa hổm lên đây là vợ chồng tôi không có đuổi xô gì hết, chỉ nói chuyện vợ chồng tôi chỉ nói chuyện lớn tiếng thôi, tôi đâu có nghĩ là anh đăng lên lại đâu. Trời ơi, vợ chồng anh chị mời em lại đó để mà chia sẻ lên để cho mọi người biết. Tôi Trời nói ơi, với rồi anh bây giờ. đó, anh câu like câu view anh làm gì đó anh làm, anh kiếm tiền anh làm gì đó anh làm, bây giờ tôi yêu cầu anh chỉ gỡ cái clip đó xuống giùm tôi, còn nếu không thì ngày mai tôi sẽ trình công an, rồi công an làm việc với anh làm gì đó làm, cái đó là tôi nói trước nha. Chị trình đi chứ biết sao giờ, chị mời em tới rồi, giờ chị kêu em gỡ. Tôi mời ông tới để chứng minh là tôi vợ chồng tôi không có đuổi ổng thôi, có còn nhà còn cửa thôi đó. Trời Bây ơi. giờ đó là bây giờ đó là trường học đó là kêu con tôi đó là nói trong trường sùm, bây giờ con tôi cứ thi nó khóc lóc vậy đó. Bây giờ nếu ông ấy đó, thì anh không gỡ đó, thì vợ chồng tôi ra đồn công an trình đó, là tại vì tôi có điện cho anh trước nha. Chị đi cứ đi đi chứ bây giờ thì em cũng cũng ghi âm lại thì luôn rồi, bây giờ chứ chị thì mời tôi em nói tới cho tôi rồi nhưng chết mà chết. tôi nói cho anh nghe là tôi có điện cho anh trước, là tôi có kêu anh là nhờ anh gỡ xuống giùm tôi, còn anh không gỡ thì đừng có nói gì sao mà vợ chồng tôi làm lớn chuyện. Rồi chị còn kêu em tới đó, rồi em tới đó em chia sẻ Thì lên, xong đây rồi nè, chị còn nhớ, ý chị đúng còn nhớ. đúng đúng là tôi điện cho ông, tôi kêu ông tới để mà xác minh rằng là ổng còn nhà còn cửa, người ta không đuổi xô ổng đúng không, y chang như cái điều tôi nói không, Thì đúng đó không, đúng chính xác không, thì em chia sẻ lên thì để cho mọi người biết chứ, không là không lẽ thì chia sao sẻ gỡ. gì, chia sẻ đặng câu liêu câu bay hả, mấy tụi nó vô chữ tôi vợ chồng tôi đó ông thấy không, Trời ơi, ta đi giúp đỡ người mà chỉ nói câu view câu like. chứ gì mày quyên góp tiền người ta để mày cho câu liêu cho ổng đó rồi bây giờ mày nói vậy, giờ tao chỉ cần yêu cầu mày gỡ cái clip đó xuống, còn mày không gỡ tao xuống công an tỉnh tao trình, tao nói trước. Thì chị trình chứ có, nếu mà tụi em làm sai thì mọi người sẽ Mọi tính người cái tính gì bây giờ cái clip đó là của vợ chồng tôi thì giờ tôi nhờ ông bây giờ gỡ cái clip đó xuống, còn không thứ nhất là tôi đi trình công an, để không tôi nói trước cho ông nghe một điều, chứ để không thôi là ông nói sao không nói cho ông nghe.
Chị nhờ mày, chị nhờ cái kiểu như là chị lệnh người ta vậy Tôi chứ. đâu phải tôi nhờ, là tôi nói ý của tôi á, là nói nhờ ông là báo cáo là ổng còn nhà còn cửa chứ ổng không có trôi sông lạc chợ, ổng không ở đây, không ai đuổi xô ổng. Tôi chỉ nói là nói như vậy đó chứ tôi Bây không giờ có là mà nói cái gì ổng hết trơn á. chị có coi phim hết, là em có hỏi anh với chị, cuối cùng lại là anh chị chia sẻ lên vậy, rồi em nhận Cuối được cái cùng là thông tôi tin như kêu vậy là ai anh chị ai ai có đúng rồi, chị ai có quyên góp gì cho ổng thì quyên góp, không nhưng mà phải đừng có để nói nói tới vợ hết, chồng tôi. sao chị dành nói hết chứ sao vậy? Em có nói là chị với anh chịu chia sẻ lên trên cho cộng đồng mạng cho Mạnh Thùng biết không, chị nói cứ chia sẻ đi. Chia sẻ là ý tôi nói á, là cũng như là ai có tiền quyên góp thì cứ việc cho ổng, tôi nói rõ ràng đúng không, nhưng mà đừng có nói tới vợ chồng tôi, y gan như lời tôi nói không, Trời ơi, y gan như cái lời tôi nói không. chị cố tình chị lái ngang không, chị coi hết cái video đi, em cuối cùng em về em hỏi anh chị, em hỏi từ người luôn á. Thì ý hỏi từ người thì ý người ta nói là ai ổng có khổ thì ai có chia sẻ, ai có quyên góp được tiền thì cho ổng làm gì đó làm, Chứ chứ đâu mà ai. bây giờ tự nhiên phim đăng lên là kêu gỡ, trời trời. Thì à, em nói vậy đó, bây giờ em nói với anh tức là cái câu chuyện này không có cái gì hết á, nhà cửa ổng cũng còn ở đây, không ai đuổi ổng, ổng cũng về bình thường, không ai đuổi xô, ý của vợ chồng tôi là vậy, đất đai cũng cho ổng bình thường, không ai đuổi một ngày nào hết. Bây giờ công an ở đây cũng đều xác nhận là ổng còn ở đây, không ai đuổi xô không hết. Thì bây giờ tôi nói với anh một điều, nếu mà anh không gỡ cái clip đó xuống nợ ngày mai là tôi đi xuống công an. Rồi, Nào tôi nói bây trước giờ là tại vì á, vợ chồng tôi ở đây á, ai cũng đều biết hết, công an huyện ở đây, ở công an thị trấn ở đây là ai cũng đều biết hết, trưởng công an thị trấn ở đây là ai cũng đều biết hết. Tức là người ta cũng tôi cũng đã trình bày với công an thị trấn cái clip này rồi, thì tôi nói vậy đó. Rồi anh công an anh cứ kêu là thôi nói với anh YouTube đó là gỡ xuống đi, còn nếu anh không gỡ là tôi xuống tỉnh tôi trình. Là tại vì ở đây nguyên một cái xóm nghiền ở đây là đều xác nhận là ở đây vợ chồng tôi không ai đuổi ổng hết. vậy Tôi chứ cũng ai kêu đâu anh lên, vậy tôi chứ cũng kêu là anh lên là xác nhận là cái nhà này là của ổng. trời ơi chị ơi, người ta làm YouTube chị kêu lên đó rồi, bắt đầu là chị kêu ta đừng có quay, chị kêu ta quay rồi, bây giờ xong rồi chị kêu ta gỡ, Thì trời bây giờ ơi. tôi nhờ anh gỡ giùm cho tôi, còn nếu anh không anh con tôi cũng trình với công an thị trấn ở đây rồi. Rồi công an thị trấn mới nói là liên lạc với cái anh YouTube đó đi, tại vì con tôi nó ra ngoài nó nói là nó đang chuẩn bị thi đồ này kia. Đó là người này người kia bình luận vô. Bình Bây luận giờ vô là chửi vợ chồng tôi không à. đăng là gỡ xuống không phải là dễ. Bây giờ là anh chị dám gặp em để quay lên nhờ cộng đồng mạng nhờ anh Phạm gỡ cái video không, thì Ông lại em đây, ông lại đây đi, ông lại ngay nhà tôi. Ông muốn là gì ông lại ngay nhà tôi không, tôi vợ chồng tôi không có gì để sợ ai hết á. nhưng mà Ở xóm giềng này. bây giờ em hỏi chị là em có phải là vợ chồng chị mời em lại đó không? Tôi đồng ý là tôi mời ông để mà xác nhận là vợ chồng tôi không có đuổi ổng. Rồi xác nhận rồi đó, bây giờ vợ chồng chị lên đó nói có cái gì mà em lại đó là em làm khác không, vợ chồng chị lại đó nói Nhưng em mà ông thấy không, ai cũng bình luận vô chửi vợ chồng tôi chân á. Mà lại đây phải anh thấy vợ chồng tôi có đuổi không? phải chị tin lại em, tụi em lại đó là suối vợ chồng chị nói khác nói gì đó, thì vợ chồng chị chia Nhưng sẻ được mà ý cho. em nói với anh bây giờ một điều là bây giờ em nhờ anh gỡ cái clip, còn nếu không thì em một là em đã trình công an thị trấn rồi đó, ngày mai làm xuống tỉnh Vĩnh Long em trình đó. Thì chị trình đi chứ, chị mời lại đã rồi xong, bây giờ chị kêu Thì xóa tôi nói rồi với anh chị một làm điều chứ để thì không thôi á, rồi á là tôi thưa cái kênh YouTube của anh luôn đó. chị thưa chứ, bây giờ chị mời tới rồi, bây giờ chị chia sẻ lên, bây giờ chị kêu người ta xóa rồi, bây giờ chị đòi thưa công an, chị nghĩ Ai sao? tôi nói là đâu có, tôi nói là chưa có nói là ấy nghe, nhưng mà tôi nhờ anh gỡ trước nha, tôi có nói rõ ràng là tôi nhờ anh gỡ cái clip đó xuống trước giùm tôi nha, còn nếu không anh không gỡ nghe, tôi nói rõ ràng nghe, tôi nói rõ ràng nghe, tôi không nói chuyện tầm bậy nghe. Chị nói người ta câu view câu like gì người ta giúp đỡ cái chú kia mà Ý chị tôi gỡ, nè chị kêu gỡ anh mà nghe tôi chị anh nghe tôi nói nè, anh nghe tôi nói một điều nè, anh có giúp đỡ cho ổng làm cái gì đó thì làm, tôi không vợ chồng tôi không biết tới, ai có cho là mình mang ơn người ta, nhưng tôi chỉ yêu cầu anh gỡ giùm tôi cái clip đó xuống, tức là quan cho vợ chồng tôi, tức là mình nghĩ là tôi không có, vợ chồng tôi đâu có đuổi ổng, vợ chồng tôi không có mà cái gì đối xử tệ bạc với ổng hết, ở xóm giềng ở công an ở đây cũng đều biết luôn. Thì em nói với anh như vậy đó, em nói là cũng như bây giờ em đang quay không thể nào nói chuyện với chị nhiều đâu, giờ chương trình nó đang chạy,
Đó chị nói như vậy. Thì bây giờ em nói gì nè? Bây giờ Bây giờ nãy là giờ vợ chồng em hồi nãy nhờ giờ anh. đó, nãy giờ nói thật với chị là đang quay phim, chị nói giờ nó vô máy quay của em luôn nè, đang quay cái hoàn cảnh mà chị nói nãy giờ là cái máy quay nó vẫn dính luôn rồi nè. Thì vẫn quýnh bình thường, ý em nói là cũng như nhờ anh gỡ cái clip đó xuống giùm em. Rồi đâu rồi, 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 đăng phim lên dính ta, dính cái giọng nói chị nãy giờ nè cho chị biết. Dính, tôi cũng đâu có gì đâu sợ, tôi cũng đâu có nói ai gì đâu, tôi sợ trời. Tôi nói cho anh nghe nha, ở đây biết lực chứ không phải là không biết lực nghe anh Thuận, nhưng mà cái này cái là mình tôi điện trước, tôi nói chuyện với anh, tôi nhờ anh gọi gỡ cái clip đó xuống giùm tôi hen, chứ không phải là người ta, tôi không có nói chuyện gì, tôi không có nói hơn nói thua, tôi không có nói gì hết. Còn ai có muốn cộng đồng mạng có muốn cho ổng tiền gì thì cứ cho, đừng có nói ấy, nhờ chỉ nhờ anh là gỡ cái clip đó xuống cho con tôi nó học thôi. Bây giờ vậy nè, là nếu mà chị nói như vậy á, để em hỏi ý kiến của khán giả với Mạnh Thường Quân có đồng ý gỡ không? Tại vì em gỡ là em làm sai gì sao em gái gỡ? Ủa ý kiến gì Mạnh Thường Quân gì, ở đây Em không có làm vụ việc ý ý em ông làm việc công ty nào để tôi biết rằng tôi thưa luôn cái một, công không có ý kiến gì hết trơn á. chị như vậy Ủa đó, tự nhiên là chị nói chuyện như vậy đó mà chị kêu người ta gỡ thôi chị ơi. ủa tôi nói nè ý kiến gì, tôi nãy giờ tôi nói với anh sao tôi nhờ anh gỡ mà anh nói anh để anh hỏi ý kiến Mạnh Thường Quân làm sao, Mạnh Thường Quân có giúp đỡ cho vợ chồng tôi gì không Tôi hay là nói cho chửi vợ chồng tôi. chị nhờ như vậy là ảnh hưởng tới kênh của em. Tôi nói cho ông nghe cái Ba, chuyện bây giờ nè, bây giờ anh nè, làm cái gì đó anh làm, để nói cho chị nghe nè, kênh của em là kênh từ thiện, đăng lên chị kêu gỡ, rồi đầu là người ta nói bộ mày làm gì sao gì sai sao sao mày gỡ, hay là mày làm gì đó không đúng sao mày gỡ, rồi em trả lời sao, rồi em giải thích sao. thì em nói cho anh nghe bây giờ một điều, vợ chồng em nhờ anh gỡ đó, còn cái chuyện anh gỡ hay không thì cái chuyện đó tính sao, thì em nói vậy thôi, ở đây không có ai nói chuyện tầm bậy hết á. Trời ơi, để em hỏi ý kiến rồi mọi người trả lời sao mới được, làm tập thể chứ đâu phải là làm cá nhân đâu, mình thích Mà gỡ em mình gỡ. hỏi anh là ý kiến là làm sao, ở đây phải chi mà đuổi xô ổng mà dở nhà ổng á, thì lên mạng á thì này kia thì ai cũng nói, còn đằng này tụi vợ chồng ai có đuổi ổng gì. Bây giờ mọi người gửi tiền em thì em phải tôn trọng mọi người, để cho mọi Nhưng mà người cái chuyện gửi tiền cho anh cho ổng làm gì đó làm, ở đây không ai xí vô không ai xí ra không ai nói chuyện tầm bậy chứ á, ở đây lớn rồi không có ăn có học không ai nói chuyện tầm bậy chứ á. Anh muốn cho ảnh là quyền của anh, nhưng mà em chỉ nhờ anh gỡ cái clip đó xuống giùm em thôi. vậy là bây giờ là chị nhờ gỡ phải Em không? nhờ anh gỡ cái clip đó xuống, tại vì con em nó là con gái nó đi học rồi nó khóc lên khóc xuống, rồi em mới là điện nhờ anh thôi, em nói vậy đó, em nhờ anh nói rõ ràng là Còn nếu gỡ cái clip đó xuống giùm còn còn em. còn 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 nếu không 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 gỡ là mời công an phải không? Cái chuyện mời công an hay không thì cái chuyện đó tôi không biết, nhưng mà bây giờ tôi nhờ anh, trước mắt là tôi nhờ anh gỡ cái clip, còn cái clip ông đăng ổng làm gì đó làm, còn cái clip của vợ chồng tôi ông gỡ thôi, còn cái clip anh đăng ông ba ông làm gì đó ông làm, có chuyện đó là tụi tôi không quan tâm. Bây giờ anh chị kêu tới chia sẻ xong rồi đầu là để biết mọi người biết, để giúp tiền, thà là cho tiền những cái người bệnh tật đừng có cho tiền người này nó, em còn nhớ mà. Bây giờ tới chia sẻ để cho mọi người biết thì anh chị kêu em xóa. Tôi không có nói là đừng có cho tiền ổng à, từ đầu nước tới cuối nước à, tôi anh mở cái clip anh nghe rõ ràng à, ai có cho tiền ổng làm gì thì đó làm, nhưng đừng có nói tới vợ chồng tôi, Dạ vợ chị chồng tôi ơi, đều nói câu nói đó mà. dạ chị ơi, trước khi mà gọi em tới là nói như vậy đó chị, rồi chồng chị gọi em những cái cuộc gọi là nói như vậy đó. Chứ bây giờ tôi hỏi anh nè, bây giờ thí dụ đi vợ chồng ông á nuôi ổng cho ổng tiền đi, mà giờ ổng lên mạng nói vợ chồng ông vậy rồi ông chịu không, theo đổi ngược lại vợ chồng anh thôi, Rồi anh chị theo đổi ngược lại thôi, bây giờ anh hỏi người theo đổi rồi ngược lại anh thôi. ông rồi rồi em hỏi với chị, anh chị ổng có trăm vợ ngàn vợ không? Sao không Vậy mà em nè lại em, gọi gọi em nhưng lại mà đó. nè em nói cho anh nghe nè một điều, sớm này ông lấy vợ người ta muốn hết rồi, ông không có ít có về đây đó, ông mắc cỡ không có về đây đó, còn anh ông tin dắt lên đây nè, hiện giờ là còn cửa hởm còn ở với bà dưa hấu bỏ con người ta kìa. Nhưng mà cái chuyện ông làm gì ông làm mình không có nói, nhưng mà đừng nói đòi động tới vợ chồng tôi thôi. Vậy anh chị chia sẻ lên như vậy thì tụi em ghi nhận, tụi em ghi hình lên, tôi kêu tụi em xóa.
Không lẽ Thì rồi bây giờ em lại nói em em vu khống người ta. nói vậy đó, vu khống hay không thì sớm ghiền công an ở đây người ta cũng đều biết. Sớ, ở đây thì công an thị trấn người ta cũng biết ổng sao rồi, ở đây ai cũng biết hết trơn á. Nếu như mà con người mình từ thiện đàng hoàng á, mình đi tới đâu ai cũng chứa mình cho, em nói vậy thôi. Nếu như mà bây giờ anh lương thiện nào cũng như anh nè, ví dụ đi anh là uy tín nè, là ai cũng gửi đều gửi tiền vô để anh cho những người nghèo, ok không? Thì ổng tại sao ổng đi tới đâu người ta đuổi tới đó, bà sư cô mới đuổi tới đó. Bà sư cô là người tu, người biết ăn chay, người biết niệm Phật mà tại sao đuổi ổng? Còn bản thân anh tại sao những người Việt kiều gửi tiền về cho anh để cho tiền người nghèo? Tức là anh có cái lòng tin. Còn ổng ở đâu có ai có lòng tin với ổng? Thì em nói với anh vậy đó, nếu anh nhờ anh gửi giùm em thì em nói chỉ nói là đại khái vậy thôi. Nếu anh là bản thân anh rất là đàng hoàng, rất là tốt, ở đâu khắp mọi nơi đều gửi tiền về cho anh để chia sẻ cho Nhưng những mà người giờ nghèo, đúng nè, không? bây giờ trước khi kết thúc với chị để nói chuyện á, là em có lại đó, em có quay khác gì không? Hôm bữa mà lại tới nhà chị á, vợ chồng chị chia sẻ Đồng lên ý em. là không có quay khác, nhưng những cái anh chị coi YouTube á không có hiểu được chuyện trong nhà người ta rồi bình luận lên chửi. Rồi Em chỉ chào chị nhờ vậy nha. thôi.